Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Đây là chương trình được phát sóng vào mỗi thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, nơi chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư và đặc biệt là những trang sách hay tới bạn. Bạn thân mến, ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bạn nhận ra mình đã bị người khác thao túng cảm xúc và việc làm hài lòng người khác không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của bạn. Không ai khác ngoài bạn là người sẽ đối mặt với những quyết định của mình và chịu trách nhiệm cho kết quả những việc đã làm. Hãy làm những điều phù hợp và xứng đáng với mình thay vì ai đó khác. Đó cũng là những tâm tư mà Quỳnh Trâm muốn gửi tới khán giả đang nghe radio hôm nay qua một tản văn mang tên Đừng dành cả đời để làm hài lòng ai đó. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Quan tâm và thấu hiểu đến cảm xúc của người khác là điều mà bạn được dạy từ nhỏ. Nhưng nếu nó vượt ngưỡng lành mạnh và lao xuống dốc cố gắng để làm hài lòng người khác, thì có lẽ là lúc bạn nên dừng lại. Ranh giới giữa người tốt bụng và kẻ chạy theo sự hài lòng của số đông rất mong manh khi bạn không hề biết từ chối người khác. Có một câu hỏi luôn thường trực trong đầu bạn. Nếu tôi không đồng ý, liệu có thành một người ích kỷ? Từ đó, bạn khó lòng bảo vệ mình khỏi việc bị lợi dụng và thao túng. Bạn muốn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người xung quanh. Sắc mặt của mọi người là kim chỉ nam cho hành động của bạn, dù có phải gác lại các mong muốn cá nhân. Dường như lựa chọn gật đầu an toàn hơn đưa ra quan điểm trái ngược. Mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, nhưng tính cách và nhân sinh quan của chúng ta lại được hình thành bởi môi trường xung quanh. Do đó, quá trình chấp nhận sự khác biệt không chỉ đến từ việc chấp nhận bạn là con người như thế nào, mà còn là chấp nhận sự riêng biệt của bạn bè, gia đình và cộng đồng khác. Cố gắng khiến tất cả mọi người vui lòng là một việc có khả năng khiến chúng ta bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Một vài người không hề tốt tính sẽ tìm cách lợi dụng sự nhiệt tình của bạn để trục lợi cá nhân. Đôi khi, người mà bạn dành tình cảm nhiều nhất lại nói những điều tồi tệ nhất về bạn. Có một người con gái luôn bị đe dọa rằng sẽ không được mời đến tất cả các buổi tiệc của công ty hay những chuyến đi chơi mùa hè cùng đồng nghiệp vì cô ấy không cư xử đúng như những gì họ muốn. Cô ấy đã cảm thấy thất vọng tột cùng. Cô ấy thực sự là một người như những gì được thể hiện ra ngoài vậy. Cô ấy không hề thô lỗ, cũng không ồn ào, nhưng đồng nghiệp luôn muốn cô phải thực sự có chuẩn mực trong các buổi đi chơi. Họ còn nhờ vả cô tăng ca thay với những lý do khó để từ chối. Cô dần tạo một thói quen luôn gật đầu đồng ý và làm những điều họ muốn cô làm, mà không được thắc mắc bất cứ điều gì. Cô ấy thậm chí còn được bảo rằng lý do cô không được chấp nhận trong môi trường làm việc này là vì hành vi của cô ấy. Cô ấy đã cố gắng giải thích một cách lịch sự rằng cô sẽ không thay đổi con người mình vì bất kỳ ai và cô sẽ không hành xử chính xác theo một cách nào đó chỉ vì họ muốn cô làm như vậy. Và từ đó, đồng nghiệp bắt đầu cô lập cô ấy. Mặc dù cô chẳng thèm quan tâm đến việc sẽ đi đến đâu đó mà cô không hề muốn, nhưng điều này vẫn thật sự làm cô tổn thương. Những người này nhẽ ra phải là người đồng hành trong sự nghiệp với cô. Nếu bạn trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ làm gì? Không muốn bạn trở thành một phần trong cuộc sống của họ, đấy là lựa chọn của họ, không phải của bạn. Chẳng một ai có thể luôn đồng ý với bạn trong mọi việc. Đó là một điều rất bình thường. Và cũng là bình thường nếu họ nói với bạn điều tương tự, đề xuất những cách nhìn khác hoặc đưa ra một phản biện so với ý kiến của bạn. Thực tế, những quyết định tốt nhất chỉ được đưa ra sau khi bạn đã lắng nghe đủ các ý kiến trái chiều và tìm được cho mình một giải pháp trung hòa. Tuy nhiên, sẽ là vấn đề nếu ai đó cố gắng nói rằng bạn sai hoặc bạn không có quyền trình bày ý kiến của mình. Không một ai nên nói với bạn rằng cảm xúc của bạn không quan trọng hay những nhu cầu và ham muốn của bạn chẳng là gì hay chẳng quan trọng so với nhu cầu của họ. Chúng ta là bình đẳng trong vấn đề này. Trong cuốn Bạn đánh giá bao nhiêu, Vãn Tình có viết: trên thế gian này, không phải cứ hy sinh chính mình, suy nghĩ cho người khác là sẽ được người ta yêu quý. Cho dù chúng ta xuất sắc, tốt bụng tới đâu thì cũng sẽ có kẻ căm ghét chúng ta. Bởi vậy, không cần phải làm khổ chính mình. Không sống vì bản thân chúng ta thì ai sống hộ mình?
Nếu cứ hoài đau buồn rồi cố gắng làm cho họ hạnh phúc, bạn sẽ tự mình nuôi dưỡng một loại cảm xúc tiêu cực và đây là điều hủy hoại bạn nhanh nhất. Bạn sẽ không thể tránh khỏi mọi tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần, vô thức đắm chìm trong hàng tá suy nghĩ tiêu cực chất chồng theo năm tháng, để rồi vùi sâu vào thương tổn, cuối cùng bỏ rơi chính mình trong thất vọng, buồn bã, đau đớn. Học cách lắng nghe quan điểm của người khác là điều quan trọng, nhưng sẽ đáng buồn nếu bạn thấy bất đồng ý kiến với chính bản thân mình. Bạn luôn tìm cách làm hài lòng người khác, nhưng họ chẳng bao giờ quan tâm, trân trọng, thì mọi nỗ lực cũng tương tự như giã tràng xe cát biển đông. Họ sẽ không bao giờ đối xử tốt với bạn, cho dù bạn có cố gắng nhiều bao nhiêu. Khả năng quan sát đem đến cho bạn cái nhìn rõ nét hơn về hành động của mỗi người và những nỗi đau cảm xúc họ mang lại, khiến bạn buông bỏ niềm tin sai lầm vào những trải nghiệm sống tương ứng. Giống như một chiếc chuông báo cháy, nỗi buồn của bạn có thông báo rõ ràng về niềm tin có vấn đề từ thế giới bên ngoài. Từ đó, bạn có thể chủ động loại bỏ nó ra khỏi hành trình chữa lành của mình. Nếu có thể giải mã bản chất của sự tổn thương, đồng thời tôn trọng, thấu hiểu bản thân, bạn sẽ biết cách dọn sạch nỗi buồn và sống một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc. Nếu ai đó không muốn nhìn thấy con người thật của bạn hoặc không muốn biết bạn là ai, vậy tại sao bạn lại lãng phí thời gian để chứng minh cho họ thấy mình tuyệt vời như thế nào? Cuộc sống là hữu hạn, hãy yêu quý những người sẵn sàng chấp nhận con người nguyên bản của bạn, ở bên cạnh, hỗ trợ, sẻ chia khi bạn gặp khó khăn. Đừng để các mối quan hệ độc hại nắm giữ quyền chi phối hạnh phúc của bạn. Không ai trên đời có quyền điều khiển cảm xúc của người khác, nên bạn càng sớm chấp nhận sự thật rằng mình không thể nào làm hài lòng tất cả những người xung quanh thì càng mau chóng có được một cuộc sống an yên và hạnh phúc. Bạn không thể làm cho cả thế giới thích mình, cũng giống như việc bạn không thể thích tất cả mọi người. Nếu cố gắng làm hài lòng người khác ở mọi lúc mọi nơi, bạn sẽ đi ngược lại với những điều mà mình luôn mong muốn trong cuộc sống. Sau đó, bạn sẽ phải chịu đựng sự dằn vặt, ám ảnh trong thời gian dài. Những điều nên làm và không nên làm liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến bạn rối loạn, hoang mang, thậm chí đánh mất cảm giác hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc sống. Cuộc đời bạn là của bạn. Thực tâm muốn theo đuổi điều gì, yêu ai, ghét người nào đều do bạn. Chỉ có bạn mới biết rõ những ưu điểm, khuyết điểm, sở thích và lý tưởng của mình. Nếu đi theo những quan điểm cá nhân khác, bạn sẽ đánh mất sự tự do và quyền làm chủ cuộc đời. Đúng và sai đôi khi mang tính chủ quan. Điều gì đúng trong tâm trí của người này có thể sai trong tâm trí của người khác. Mọi người sẽ có ý kiến, quan điểm khác nhau về cách tiếp cận một vấn đề. Nếu bạn không thực hiện mọi việc theo cách của họ, vậy tại sao lại mong đợi họ hài lòng? Chẳng hạn, nếu vẫn tự cho rằng mình không đủ tử tế, thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, hạnh phúc, thì bạn sẽ càng trở nên bất lực, chán nản và rồi lại lún sâu vào vũng lầy tự ti, đau khổ. Nếu tiếp tục ngược đãi bản thân theo cách người khác làm tổn thương bạn, thì bạn rất khó chữa lành vết thương cảm xúc. Do đó, hãy dứt khoát xóa bỏ suy nghĩ nạn nhân yếu đuối, đáng thương ra khỏi tâm trí. Chính bạn là vị bác sĩ tài ba duy nhất đủ sức chữa lành tâm hồn của chính mình. Con người bạn của hiện tại là sản phẩm độc đáo được đúc kết từ những trải nghiệm trong quá khứ của chính bạn. Từ đó, bạn có hệ giá trị, niềm tin, cách hành xử riêng biệt và đừng đánh mất điều tuyệt đẹp đó vì bất kỳ ai. Hãy luôn ghi nhớ trong tim rằng, dù bạn không thể dành cả đời để biến mình thành phiên bản mà người khác muốn, quá khứ tiêu cực không thể thay đổi, nhưng tương lai nhất định sẽ khác nếu bạn làm chủ được tâm thái của bản thân. Đừng vì thuận theo ai đó mà bước nhầm con đường của mình. Bản thân bạn cảm thấy hạnh phúc là được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio ngày hôm nay. Đời người thiên biến vạn hóa, mong bạn có thể thành thật lắng nghe lòng mình, dũng cảm lựa chọn tương lai của chính mình, buông bỏ mọi ánh nhìn áp đặt lên bản thân, có cuộc đời an nhiên, tự do, tự tại. Rồi bạn sẽ nhận được hạnh phúc mà mình luôn mong muốn. Hẹn gặp lại bạn trong những số radio tiếp theo.